Uầy, trong cái video lần trước mình làm về Fukada được rất nhiều bạn ủng hộ luôn. Và nhiều bạn cũng bảo là mình làm về Maria Ozawa đi, thăng nước của 500 anh em Việt Nam mà. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Maria Ozawa nhé. Cuối link sẽ có code, yên tâm. Đầu tiên là Maria Ozawa sinh ngày tháng năm nào? Maria Ozawa có một biệt danh đấy chính là Miyabi. Và cô này sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 1986, là cựu diễn viên kiêm thần tượng AV nổi tiếng của Nhật Bản cũng như là ở Việt Nam luôn. Tiếp theo là Maria Ozawa đóng phim từ khi nào? Maria Ozawa bắt đầu trong cái ngành công nghiệp phim này không phải là bởi vì cô ấy được tuyển chọn, mà cô ấy tự nguyện đi cùng với cả một người bạn của mình tham gia đóng phim. Và cái bộ phim đầu tiên được cô ấy đóng là vào ngày 7 tháng 10 năm 2015 với tên gọi là New Face No. 1 Style. Anh em tìm đi. Tiếp theo là Ozawa vì sao được gọi là thân nữ? Thì như mọi người cũng đã biết, Maria Ozawa là một trong số những cái diễn viên phim AV đóng khá là sớm. Chính vì vậy những cái bộ phim của cô nhanh chóng thu hút giới trẻ ở Việt Nam. Và trong cái khoảng thời gian mà cách đây khoảng 10 năm về trước ấy, thì Maria Ozawa được xem là một trong số những cái hình tượng mẫu tiêu biểu của ngành công nghiệp phim người lớn rồi các bạn ạ.